Chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular Router. Ở bài 1 chúng ta sẽ học về định nghĩa router. Để học bài này thì tôi sẽ tạo mới một project có tên là QLKS quản lý khách sạn. Tôi sẽ gõ ng new QLKS no. Chúng ta sẽ tự cài đặt routing. Thư viện sẽ đẹp enter. Chúng ta sẽ đợi một lúc và máy đã build xong cho chúng ta bộ jack. Chúng ta đã cd vào bộ jack để tiếp tục lập trình, và tôi sẽ tạo mới hai component, đấy là danh sách phòng và danh sách khách hàng. Ng generate component danh sách phòng. Enter. Chúng ta sẽ tạo ra hai component, rồi sẽ định nghĩa router của hai component đấy. No. Chúng ta không cần gì hết, cứ để vô danh mặc định. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo component khách hàng, danh sách khách hàng. Ta sẽ đợi một lúc. Đã xong, đã có hai con lần. Bây giờ chúng ta sẽ mở folder của project chúng ta vừa tạo lên. Open folder. Chúng ta sẽ truy cập vào folder. Tôi đang là OD project VLKS quản lý khách sạn. Đây rồi. Select folder. Đợi một lúc và đã load xong project của chúng ta. Chúng ta sẽ vào hai component vừa tạo và thay đổi HTML. Sẽ không để mặc định. Thay vào đó là sẽ là danh sách phòng và danh sách khách hàng của chúng ta. Tôi sẽ xóa bỏ cái mặc định này đi. Xóa đi. Thay vào đấy thì tôi sẽ thêm thẻ H3. Đóng thẻ H3. Đó. Danh sách phòng. Rồi, ở dưới ta sẽ ví dụ hai phòng đi. Tôi sẽ dùng thẻ B. Phòng 1x1. Ở dưới sẽ là phòng 102 của chúng ta. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ vào thay đổi giao diện của danh sách khách hàng. Đây, ta sẽ bỏ phần mặc định đi và tiếp tục làm như ở bên danh sách phòng. Ta sẽ để tiêu đề là danh sách khách hàng, rồi bỏ cái vòng tròn thừa đi. À, dưới là thẻ P, tên khách hàng. Rồi sẽ lấy là Đỗ Đức Đại đi. Đờ. À, dưới thêm một tên khách hàng nữa là gì đó. Phạm Phương Phi. Bờ. Rồi xong. Chúng ta sẽ
quay ra trang app HTML, bỏ mặc định đi, thay vào đó là dòng code của chúng ta, tên app của chúng ta là quản lý khách sạn trong thẻ 21. Ở dưới là tôi sẽ gọi hai component bằng thẻ app, tên của component danh sách phòng, tiếp đến là thẻ app danh sách khách hàng, đóng thẻ, xóa component đi, đóng thẻ. Hình như có cái gì không đúng ở đây. Sẽ để như thế này. Danh sách khách hàng, danh sách khách hàng của chúng ta là gạch nối mà, tôi sẽ sửa lại thành gạch nối danh sách phòng. Thẻ đóng cũng thế, cũng là app gạch danh sách, gạch danh, gạch sách, gạch phòng. Ở dưới cũng vậy, app gạch danh, gạch sách, gạch khách, gạch hàng. Nó sẽ chỉ vào tên folder của chúng ta. Chúng ta sẽ ghi để đúng tên folder thì mới chạy được. Chúng ta sẽ bật chạy project lên bằng câu lệnh ng serve. Chúng ta đợi một lúc để máy build và chạy trên localhost của chúng ta. Đợi một chút, sẽ rất nhanh thôi. Đây, đang build. Rồi, đã xong. Web của chúng ta ở trên trang localhost cũng 4200. Đây, các bạn thấy là đã list ra danh sách phòng và danh sách khách hàng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo ở trong app module.ts, app module.ts. Tôi sẽ import thư viện router vào để sử dụng. Import router, router từ Angular router, import Angular, import router module từ Angular router. Chỗ này là gạch chéo sang phải router. Rồi, ở dưới cũng một phần import, ta sẽ định nghĩa router như sau. Router module for root ngọc tròn ngọc vuông. Các bạn phải gõ đúng lệnh thì router của chúng ta mới hoạt động. Tiếp đến là ngoặc nhọn bát chúng ta sẽ định nghĩa danh sách phòng. Khi người dùng gõ trên trình duyệt danh sách phòng thì hệ thống sẽ chỉ vào component danh sách phòng, component của chúng ta. Tiếp đến
là danh sách khách hàng. Hình như đang sai sai. Đang báo lỗi đỏ đây. Tôi sẽ chỉnh về lại danh sách component của chúng ta. Là viết hoa chữ D ở đầu. Tôi sẽ sửa lại. Rồi cũng thế. Phải viết hoa. Như vậy là đã được rồi. Chúng ta sẽ test. Ở đây tôi sẽ xóa phần này lại và thêm vào đấy là router outlet. Đây, phần kia đã mất. Và tôi sẽ có trên duyệt đường dẫn, đấy là danh cách cách ngang sách ngang phòng. Enter. Nó sẽ trỏ vào component danh sách phòng của chúng ta. Danh sách khách sạn. Khách hàng. Chúng ta đã bị lỗi rồi. Chúng ta chưa trỏ vào component danh sách khách hàng. Trong module ta sẽ sửa lại. Ở đây sẽ phải là danh sách khách hàng component. Đây, tab name đã gợi ý, enter thôi. Đây. Đây, đã được rồi. Đã load luôn. Phần tiếp theo thì ta sẽ tạo ra hai cái link để khi người dùng nhấn vào thì sẽ link sang danh sách phòng và danh sách khách hàng của chúng ta. Người dùng sẽ không gõ ở trên trình duyệt như vậy và họ sẽ tương tác trực tiếp trên web của chúng ta. Vì thế chúng ta sẽ phải tạo ra hai đường dẫn để trỏ vào hai trang component. Chúng ta sẽ khai báo một thẻ A class là button. Chúng ta sẽ định nghĩa giao diện button ở bài tiếp theo. Và này chúng ta sẽ chỉ đặt class như vậy thôi. Router link, chúng ta sẽ trỏ vào đường link danh sách phòng. Sẽ đặt tên là danh sách phòng. Viết chữ tiếng Việt. Và sẽ copy cái này và đổi tên. Đổi router link danh sách khách hàng. Tên của link ta cũng đổi. Như vậy là đã được rồi. Chúng ta sẽ lên web kiểm tra lại. Đây đã có hai cái link. Nhấn vào danh sách phòng, danh sách phòng. Nhấn vào khách hàng, ra danh sách khách hàng. Mở 4200 thì ra như cũ. Như vậy là đã kết thúc bài 1. Tôi sẽ để cái router link xuống dưới. Tôi outlet xuống dưới, link ở lên trên. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.